Hello, chào mọi người. Hôm nay mình cho các bạn biết là về sự thật của cái bếp ga chạy bằng điện. Bếp ga chạy bằng điện tại có nhiều anh em hỏi. Bữa nay em có câu trả lời cho anh em luôn. Là mấy anh em không biết là bếp ga chạy bằng điện như thế nào. Và cái máy lọc không khí có tác dụng gì. Thì đây chính là cái máy lọc không khí. Tác dụng của máy lọc không khí là khử mùi diệt khuẩn, diệt virus gây hại, có bù ẩm, sử dụng cho máy lạnh. Thì bây giờ nó là chế độ màu xanh nè. Đó, các bạn thấy nó chuẩn bị nó chuyển ra màu đỏ chưa? Là tác dụng của máy lọc không khí là khử mùi diệt khuẩn, bù ẩm, tạo ẩm, hút sạch không khí, khử mùi. Đó, diệt lông chó, lông mèo, nhà có trẻ em với lại người lớn tuổi là nên dùng nha, đặc biệt là trẻ sơ sinh nha. Rồi bây giờ các bạn theo chân mình đi xem là cái bếp ga điện nó như thế nào. Ok. Chào mọi người nha, mình xin giới thiệu cho các bạn là cái dòng bếp ga nội địa Nhật siêu tiết kiệm điện, chống cháy, hay siêu tiết kiệm ga và chống cháy. Đây là gồm có những cái dòng mà Paloma và Vina. Ngoài ra mình có bán kèm theo mấy cái tủ lạnh nữa. Thì bây giờ mình sẽ test những cái con mà review cho các bạn xem là nó chống cháy như thế nào, nó tiết kiệm ga ra làm sao. Thì bếp này bếp Nhật ha, bên mình bảo hành là 1 năm 12 tháng. Thì có phiếu bảo hành và phản hồi. Rồi, giờ mình sẽ đi test bếp cho các bạn xem đây. Test cho kỹ cho các bạn. Khi mình test ra thành phẩm rồi là mình mới bán ra thị trường nha các bạn nha. Các bạn xem mình test là những cái con, bây giờ mình bóc đại một buộc trong số con trong đây mình test cho các bạn xem. Thưa với các bạn là cái bếp ga chạy bằng điện là không có thật nha. Bếp ga nó chạy bằng pin thôi nha. Đây có hai cục pin đánh lửa bằng pin, chứ không có bếp ga chạy bằng điện nha. Không có cái bếp ga nào mà chạy bằng điện hết á. Bếp ga là bếp ga, còn bếp điện là bếp điện. Đó. Còn cái này là cái bếp ga nội địa Nhật, có lò nướng chính giữa nữa nha. Đó. Thì cái này là nó chống cháy nè. Nó chống cháy, các bạn có thể để ý xem những cái video trước của mình đó. Nó chống cháy rất là hiệu quả ha. An toàn cho người tiêu dùng nữa. Còn bếp ga chạy bằng điện là không có thật nha mọi người. Cảm ơn mọi người xem video, nhớ thấy hay chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình nha.